Bách Lu ơi, chúng ta cần phải luyện tập nhiều hơn nữa để giành được giải nhất cuộc thi cặp đôi nhảy giỏi nhất với số tiền thưởng là 100.000 ruby á nha. Trước khi chúng ta nhận được giải thưởng 100.000 ruby, chắc hai chúng ta sẽ rất mệt mỏi và kiệt quệ không còn hơi sức luôn quá. Nói vậy thôi chứ khi anh nhận được giải thưởng 100.000 ruby hả, tất cả mệt mỏi của anh sẽ biến mất hết. Dù cho hai anh có luyện tập nhảy bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể nào điêu luyện bằng tôi đâu nha. Hai chúng tôi chắc chắn sẽ giành được giải nhất đó. Giải nhất 100.000 ruby sẽ thuộc về chúng tôi cho coi. Thì hai anh cứ chờ coi nó sẽ thuộc về ai. Ôi, các người cũng cần phải tranh giành nữa đâu. Vì chỉ có tôi mới xứng đáng giành giải nhất thôi. Nói coi, ai muốn trở thành cộng sự của tôi trong cuộc thi lần này? Thần Linh ơi, cậu tìm cộng sự làm gì cho mắc công vậy? Thân hình cậu to lớn như vậy sẽ rất khó mà tìm được. Nè cậu em ơi, cậu là võ sĩ Quyền Anh. Đánh đấm nhau thì cậu rất giỏi, nhưng mà cậu không thể nhảy được đâu nha. Vậy hả? Nếu như mà tôi đây không thể nhảy được thì các người cũng đừng hòng nhảy được. Chết đi! Chết đi! Chào mừng tất cả quý vị đến với cuộc thi nhảy dành riêng cho các cặp đôi. Và hãy nhớ đây là một cuộc thi nhảy trên tinh thần biết phối hợp. Các thí sinh có thể biểu diễn bất kỳ điệu nhảy nào, miễn các bạn thấy thích là được. Xin mời tất cả các cặp đôi bước lên sân khấu. Motu Patlu, Janka Gassitaram, ông bán trà và bà bán rau, Group Bogum và Chin Gum, John cùng với hai tay sai và tay đấm bốc cùng với không ai hết. Tại sao anh chỉ có một mình vậy? Thì tại vì tôi không cần bạn nhảy, một mình tôi là cũng bằng hai người rồi, không thấy à? Xin lỗi, anh không thể tham gia cuộc thi này mà không có bạn nhảy được, cho nên tôi tuyên bố là anh đã bị loại khỏi cuộc thi. Loại tôi hả? Thôi nè. Tiên này sẽ giúp chúng ta chọn ra cặp đôi vào vòng bán kết, và sau đó hai đội thắng vòng bán kết sẽ lọt vào chung kết. Đúng là một cuộc thi đấu rất tuyệt vời. Và bây giờ tôi xin thông báo, cặp đôi lọt vào vòng bán kết của cuộc thi nhảy ngày hôm nay sẽ có 4 đội. Đội đầu tiên, tiến sĩ Chaka và Gassitaram. Đội thứ hai là John cùng với hai tay sai. Và đội nhảy thứ ba là cảnh sát trưởng Jin Gum và quỷ viên Bubu Gum. Còn đội thứ tư chính là... Ôi thần linh trên cao ơi, xin hãy phù hộ cho chúng con. Con sẽ cúng cho người 5 cái bánh samosa. Là cặp đôi Motu và Patlu. Yeah! Hãy cùng nổi nhạc lên nào, để vòng bán kết của chúng ta chính thức bắt đầu. Bắt đầu. Linh ơi,
không ngờ ông già quỷ diện Bubble Gum đó lại nhảy hay tới như vậy. Nếu bọn họ cứ tiếp tục thể hiện các bước nhảy điêu luyện thì ba chúng ta sẽ thua cuộc đó. Tên cảnh sát trưởng Chewing Gum thì không có gì đáng lo, cho nên là chỉ cần làm Bubble Gum nhảy xấu là ba chúng ta sẽ giành được phần chiến thắng. Dừng lại, nhân danh pháp luật hãy dừng lại. Bà phải để cho con nhảy nữa chứ. Trận bán kết thứ hai của ngày hôm nay là hai cặp đôi Motu Patlu và tiến sĩ Jatka cùng Gashitaram. Nổi nhạc lên nào. Làm cái gì đó đi, là trộn hại đó. Khi đói bụng thì tôi không nghĩ ra được cái gì hết trơn hết trọi á. Anh mau nghĩ phụ tôi đi. Khai chiến. Bán kết của các cặp đôi cũng đã kết thúc và sẽ có hai đội được lọt vào vòng chung kết. Đầu tiên là John cùng với hai tay sai và cặp còn lại chính là Motu Patlu. Alo, người xấu, tôi là ông trùm John đây, nghe cho rõ. Bây giờ sẽ không ai có thể ngăn cản hai chúng ta giành giải nhất được nữa rồi, Patlu. Sao lại không có ai ngăn cản hai người chứ hả? Xin tự giới thiệu, ta là người xấu, nhưng mà mọi người hay gọi ta với cái tên kẻ xấu, có biết chưa? Hai người mau đi theo bọn ta nhanh lên. Bốn bé đều là rừng, hai người muốn chạy cứ việc chạy. Patlu ơi, anh cũng biết mà, khi đói bụng tôi không nghĩ ra được cái gì hết trơn hết trọi á. Anh làm ơn mau nghĩ cách gì đó để giúp chúng ta thoát khỏi bọn này đi. Anh suy nghĩ nhanh lên đi mà Patlu ơi. Sáng kiến, nghe nè, bây giờ hai chúng ta sẽ ngồi lên lưng con lừa đó rồi chạy trốn khỏi bọn họ. Nhóc ơi, không phải là giờ ăn trưa đâu mà, mà đưa bọn ta tới cuộc thi càng sớm càng tốt đi, nhanh lên. Ê, sao lại đưa bọn ta quay ngược trở lại vậy? Dạ, kính thưa quý vị, và bây giờ là đến vòng chung kết. Cặp đôi sẽ nhảy trước chính là John cùng với ai tay sai. Chết nè, chết nè, chết nè, chết nè, chết nè. Patlu ơi, khi đó bụng tôi không nghĩ ra được cái gì hết trơn hết trọi á. Anh mau nghĩ cách gì đó đi Patlu. Sáng kiến, thần linh ơi, người xấu, anh đang làm cái gì vậy hả? Anh đang chạy bộ đuổi theo hai chúng tôi hay sao? Anh làm ơn quý trọng bản thân của mình một chút có được không vậy? Sao anh không chặn xe ai đó lại rồi lấy nó để đuổi theo chúng tôi? Anh thấy sao hả? Ý tưởng hay. Nhưng đại ca ơi, im miệng. Chúng ta có đẳng cấp riêng của chúng ta. Chúng ta sẽ đuổi theo bọn chúng bằng xe hơi, có hiểu chưa? Nhưng tại sao chúng ta không đuổi theo họ chứ? Họ vừa mới đứng ở đây với chúng ta, tại sao đại ca không bắt họ lại? Đúng rồi, mau đuổi theo bọn chúng. John cùng với hai người bạn nhảy đã nhảy rất tốt thôi quý vị, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy Motu và Patlu đâu hết. Chắc là hai người họ đã bỏ cuộc rồi. Motu và Patlu sẽ không bao giờ bỏ cuộc như vậy đâu. Chắc chắn có chuyện gì rồi. Motu Patlu không thể nào bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Trao giải nhanh lên, trao giải nhanh lên. Bọn ta còn có một số việc khẩn cấp phải làm. Bởi vì Motu Patlu không có mặt ở đây nên giải nhất 100.000 ruby của cuộc thi nhảy phối hợp giữa các cặp đôi sẽ được trao cho Motu Patlu ki jodi. Motu Patlu ki jodi.
lo ma dam li ma ko di premo tu gar patlu ki jodi ma de la ma dam li ma ko di premo tu gar patlu ki jodi motu 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 gar patlu ki jodi ना कोड़ी प्रेमो टू और पतलू की जोड़ी मोटू और जा जाई जग दा थोक जाए मोटू जा पार लो मोटू और पतलू की जोड़ी मोटू और पतलू की जोड़ी ơi, sao mà ông lâu dữ vậy? Tôi phải chờ bao lâu nữa đây hả? Chừng nào tôi mới được ăn samosa đây chứ? Tôi thèm ăn muốn nhứt cái đầu luôn rồi đây nè. Anh vẫn chưa trả tiền đợt trước cho tôi. Tôi phải chờ bao lâu nữa đây hả? Anh không trả tiền tôi sẽ không bán bánh cho anh. Mau lên trả tiền đợt bánh còn thiếu. Anh mau làm cái gì đó nhanh lên. Khi đói bụng thì tôi không nghĩ ra được cái gì hết trơn hết rồi á. Anh mau nghĩ phụ tôi đi. Sáng kiến, để tôi gọi cho cảnh sát trưởng Chinh Gâm. Alo, cảnh sát trưởng hả? Có một nhóm bắt cóc trẻ em trên xe buýt kìa. Không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cảnh sát trưởng Chinh Gâm này. Không một ai hết. Sếp ơi, đây không phải là lúc để nói nhiều. Sếp làm ơn hãy hành động ngay đi sếp ơi. Hai người đi ngăn xe buýt lại cho tôi. Tôi sẽ tới đó ngay. Nhanh lên mô tu. Trong lúc chờ cảnh sát trưởng tới, chúng ta đi ngăn xe buýt lại đi. Đeo bám được xe lại. Tôi kêu dừng xe lại mà. Các người có thể lấy xe buýt nhưng phải để tụi nhỏ ở lại cho tôi. Chở theo làm gì chứ? Mô Tu ơi, chúng ta đã biết tụi nhỏ đang bị bọn họ bắt cóc rồi. Đại ca ơi, em là Subari. Mô Tu bắt lưu đang chặn đầu xe của chúng ta. Làm sao đây? Nếu vậy thì cứ cho hai tên nó một bài học nhớ đời. Không cần nói nhiều, cứ lủi thẳng. Thôi chết, thôi chết. Bắt luôn. Bọn họ đang đi thẳng về phía của hai chúng ta. Chạy mau. Lưng của tôi. Xin chào, xin chào. Chào mừng hai người. Ta nghe nói hai người không cần cánh mà vẫn có thể bay được. Hôm nay đã được tận mắt chứng kiến rồi ha. Ở đây có ai đói chưa vậy hả? Bây giờ tôi đang đói bụng dữ lắm nè. Tôi đói từ nãy tới giờ rồi. Anh tính cho tôi ăn gì? Ta sẽ cho ngươi ăn đạn. Cô muốn ăn hay không? Trong thực đơn còn món khác không vậy? Tại vì ăn đạn vô tôi không có tiêu hóa được. Thông cảm. Hai người cứ ngồi đó mà chịu đói đi ha. Còn ta thì phải đi ăn cái đã. Lần đầu tiên tôi mới thấy có một người tham ăn như anh ta. Anh coi đó, anh ta đang ăn đồ ăn của mấy đứa nhỏ kia kìa. Ôi thôi. Subari, hỡi người đâu rồi? Chẳng nghe tin tức, chẳng thèm hồi âm. Moto có bắt được không? Bắt lưu áp tải được về hay chưa? Được hay không được, chẳng thưa, chẳng rằng. Đại ca, thơ hay tuyệt vời. Thơ cái đầu của người đó. Mau gọi cho Subari cho ta nhanh lên. Em nghĩ là không cần phải gọi anh ta nữa. Anh ta đã tự về rồi kìa. Tránh ra đi đại ca. Cái gì? Ta là đại ca, ta sẽ không tránh ra để nhường đường cho một tên cướp ngu ngốc như hắn. Kêu hắn tự mình tránh sang một bên. Mà giờ hắn về tới đâu rồi hả? Nói cho ta biết. Về tới rồi, chuẩn bị đá. Đại ca, Mô Tu đánh tôi mặt mày tơi tả, đánh tôi nổ đom đóm mắt luôn rồi đại ca ơi. Mô Tu, ta thề sẽ không tha cho ngươi.
Moto Bách Lu đã nhận được giải thưởng khi dũng cảm cứu những đứa trẻ ở Fufudi. Và sau đây chính là phần thưởng dành cho hành động vô cùng đẹp của họ. À, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng tôi xin cảm ơn, những gì chúng tôi đã làm mà chính là nhiệm vụ của chúng tôi thôi. Tất cả các người tiến hành đi, cứ như vậy mà làm thôi, biết chưa hả? Dạ đại ca, đi thôi. Mô tu ơi, ta lập lời thề, suốt đời ta sẽ không hề buông tha, cho dù ta có là ma, cũng lôi ngươi xuống cùng ta chết chùm. Đại ca, đại ca, đại ca làm thơ hay quá, đúng không Sổ Hài? Hả? Anh Bạch Lu, anh Bạch Lu, xin phép phỏng vấn anh một chút. Anh Bạch Lu ơi, chào anh, tôi là phóng viên của kênh Cantac. Ô, anh Bạch Lu à, anh cho phép chúng tôi chụp vài tấm hình nha. Còn anh cũng về đây, làm ơn tránh qua một bên giùm tôi. Chúng tôi chỉ muốn chụp hình cho anh Bạch Lu dũng cảm này thôi à. Cảm ơn anh rất nhiều. Cười lên nha. Mô Tu, sao lại đứng ở đây? Cả hai người cùng được giải thưởng mà sao chỉ có Bạch Lu được phỏng vấn chứ? Như vậy thật không công bằng với anh một chút nào. Gặp tôi là tôi sẽ làm loạn chỗ này lên cho coi. Không, 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 không. Phỏng vấn Bạch Lu hay phỏng vấn tôi cũng vậy thôi. Chuyện đó không có quan trọng. Alo, anh mau chuyện điện thoại cho sếp nghe giùm tôi. Anh nói về sếp. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi vừa mới phỏng vấn Bạch Lu xong nè. Anh Bạch Lu nói Mô Tu suốt ngày chỉ biết ăn với uống, ngoài ra không làm được gì hết. Bạch Lu mới là người bắt tội phạm, anh ấy mới xứng đáng được tuyên dương. Và không sếp, Mô Tu không phải là bà của Bạch Lu, anh ta là kẻ sòng bám. Anh ta chỉ biết dựa dẫm và sòng bám vào Bạch Lu thôi. Chính miệng Bạch Lu đã nói về tôi. Sếp, 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 sếp cũng nghe rõ. Mô Tu, thật ra trong lòng tôi, anh mới chính là người hùng. Vì trong suốt thời gian vừa qua anh luôn đuổi theo tôi. Và cũng chính anh bắt được tôi. Đây nè, samosa của anh. Hãy ăn chúng và thể hiện sức mạnh của bản thân mình. Đi tới đó và dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời. Hãy khẳng định bản thân của chính mình. Ôi thần linh ơi, anh nói tôi là kẻ sống bám sao hả? Anh dám nói nếu không có anh thì tôi sẽ không làm được cái gì hết hay sao? Cứ chờ đó, chờ coi tôi sẽ làm được gì. Mô Tu, thật ra thì anh đang nói cái gì vậy hả? Tôi không hiểu anh đang nói chuyện gì hết trơn hết trọi. Nhưng tôi thì biết và hiểu hết những gì bạn đã nói đó. Bây giờ tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, nếu như không có anh thì tôi vẫn sống tốt. Anh cứ chờ mà coi đi ha, rõ chưa? Mô Tu, đây chính là chìa khóa xe tải. Anh hãy lái xe ra khỏi thành phố và đợi tôi. Tôi xin hứa sẽ là người đứng sau để hỗ trợ, và hai chúng ta sẽ cùng hợp sức để chứng minh cho thế giới này một điều là bây giờ anh không cần bắt luôn nữa. Mô Tu, dừng lại, dừng lại. Anh đi đâu đó? Đại ca, chiếc xe tải đó toàn là đồ buôn lậu. Sao đại ca lại đưa cho Mô Tu chứ? Bất kỳ ai muốn ra khỏi thành phố thì phải qua cửa an ninh kiểm tra. Nếu họ kiểm tra và phát hiện thì Mô Tu sẽ là người bị bắt. Còn nếu như anh ta không bị bắt thì hàng hóa của chúng ta sẽ được an toàn. Có hiểu chưa? Đại ca, đại ca, đúng là một kế sách rất hay. Toàn nói bằng cái chuyện tào lao. Hai người hãy đi theo ta mau lên. Mô Tu, dừng lại. Nhân dịch công lý mau dừng lại. Mô Tu, dừng lại đi. Anh nghe tôi nói có được không? Tôi không muốn nghe anh nói cái gì hết trơn á. Tôi không phải là kẻ sống bám như anh nói. Mô Tu, tôi yêu cầu anh dừng lại cho tôi. Xin thề với tổ quốc thân thương, xin thề với quê cha đất mẹ, dừng lại mau. Cảnh sát trưởng muốn nhân danh hay thề thốt cái gì thì nói với Bách luôn đi. Từ giờ tôi không muốn liên quan gì tới các người nữa hết á. Dừng lại, dừng lại. Mô Tu. Lu đã tách nhau ra rồi. Bây giờ John sẽ trở thành ông trùm. 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 Ôi thật linh ơi, mềm chút xíu nữa là Mô Tu tiễn hai chúng ta về chầu ông bà sớm rồi. Mô Tu rất buồn và tức giận. Hai chúng ta phải giúp cho anh ấy bình tĩnh lại mới được. Chúng ta phải còn sống thì mới có thể giúp đỡ được cho anh ta. Nhưng Mô Tu thì lại đang cố tình giết chết hai chúng ta. Dừng lại Mô Tu, dừng lại mau. Xin hãy vì tình bạn của chúng ta. Tình bạn cái gì chứ? Chính anh đã phá hoại đó rồi còn nói nữa. John sẽ trở thành ông trùm. John sẽ trở thành ông trùm. Không, không, không được. Xe tải của mình.
Sao chuyện này xảy ra được chứ? Không thể nào. Moto, mở cửa. Sao anh lại ở đây vậy hả? Thần Linh ơi, tại sao anh lại tự tìm cái chết như vậy? Bởi vì không có anh, cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa gì hết. Nhưng chính anh nói tôi là kẻ sống bám vào anh không phải hay sao? Anh nói không có anh thì tôi không làm được cái gì hết trơn hết trời. Đó là lời nói dối. Chính John đã bày ra tất cả những chuyện này. Sao tôi có thể nói anh như vậy được chứ? Anh đã rất nhiều lần cứu mạng tôi mà. Anh có nhớ anh đã từng cứu tôi khỏi một con hổ hay không? Lúc đó nếu như không có anh thì tôi đã không còn mạng để quay trở về. Moto, cứu tôi với! Nè, cái con hổ đáng ghét kia! Mày không được phép đụng tới người bạn này của tao, biết chưa? Mau biến đi, nếu không tao sẽ cho mày biết tay. Phải, và mọi người đã sáng tác một bài hát về tình bạn của hai chúng ta nữa. Hai người đang làm cái trò gì trên xe tải của ta? Ta đang chán đời dữ lắm rồi đó nha. Toàn bộ kế hoạch của ta thất bại, thiệt là bực mình. John, anh hãy nói thật đi, anh đã bày ra kế hoạch gì vậy? Tại sao anh lại làm cho Moto tức giận hả? Anh mau nói rõ ràng, nếu không tôi sẽ ném anh xuống dưới thung lũng này đó nha. Ta sẽ nói đây tất cả là kế hoạch của ta. Ta kể cho nghe, các phóng viên báo chí và cả những người hâm mộ, bọn họ đều là người của ta hết. Mục đích của ta chính là muốn phá vỡ tình bạn tốt đẹp của hai người. Bắt Lu ơi, xin anh tha thứ cho tôi vì tôi đã tin lời của hắn ta. Giữa bạn bè không cần cảm ơn, cũng không cần xin lỗi đâu. Cầm đi, cái cúp này nên thuộc về anh mới phải. Bởi vì nếu như không có sức mạnh của anh thì tôi cũng vô dụng thôi. Anh mới là người xứng đáng có được chiếc cúp. Không được đâu, chiếc cúp này nên thuộc về anh. Đó là của anh. Của anh. Của anh mà. Của anh chứ. Đừng có cãi nữa, nó là của anh. Của anh đó, anh nó là của anh. Đó hơn. Anh mới xứng đáng có nó. Nè, các ngươi lại đang bày trò gì hả? Đừng cãi nhau nữa. Là bạn bè tốt thì không nên cãi nhau như vậy. Dừng lại, nếu không là biết tay của ta đó. Dừng lại mau. Dừng lại. Nếu mà các ngươi cứ như vậy là ba chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây. Và ta không muốn phải chết lại nhất ở cái thung lũng này. Moto và Bát Lu, tình bạn không bao giờ thay đổi.